Ngày 2 tháng 8, Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng có văn bản yêu cầu sở ngành liên quan cùng các địa phương tổ chức kiểm tra, đánh giá nguy cơ sạt lở đèo Mimosa cũng như các tuyến đường Hòa Đô Quyên, khu du lịch quốc gia Hồ Tuyền Lâm. Động thái này được tỉnh đưa ra nhằm chủ động phòng ngừa, kịp thời xử lý các vị trí có nguy cơ sạt lở để đảm bảo an toàn cho người đi đường, xe cộ di chuyển qua các khu vực đèo. Với văn bản trên, Ủy ban Nhân dân tỉnh giao sở giao thông vận tải chủ động thành lập đoàn công tác thực hiện, trong đó thành phần tham gia có Sở Xây dựng, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Lạt và một số đơn vị liên quan cùng kiểm tra, ra soát, đánh giá chi tiết tất cả các vị trí có nguy cơ sạt lở trên tuyến đèo Mimosa, nhất là phía Ta Luy Dương. Sau đó đơn vị này báo cáo, tham mưu, đề xuất Ủy ban Nhân dân tỉnh phương án xử lý trước ngày 10 tháng 8, Cùng với đó, Sở Giao thông Vận tải phối hợp với Ban Quản lý Khu du lịch Quốc gia Hồ Tuyền Lâm triển khai phương án phân luồng giao thông, lắp đặt biển cảnh báo trên đường Hoa Đỗ Quyên. Trước đó, bờ ta trên đường Hoa Đỗ Quyên có dấu hiệu xuống cấp, nguy cơ sạt lở, đoạn ta luy khoảng 100m, trong đó khúc giữa có đoạn làm bằng dọ đá dài chừng 50m, cao hơn 3m, dịch chuyển ra ngoài siêu vẹo. Phía trên bờ ta có diện tích khoảng 100m2, có dấu hiệu sạt đất, Nước mưa thấm khiến bờ ta lui nghiêng ra lề đường khoảng 20cm. Đây là cung đường nối khu du lịch quốc gia Hồ Tuyền Lâm ra cao tốc Liên Khương – Pren. Đặc biệt, sau khi đèo Pren bị đóng để thực hiện dự án nâng cấp mở rộng, lượng phương tiện qua tuyến đường Hoa Đỗ Quyên ra vào thành phố Đà Lạt khá đông. Những năm gần đây, tỉnh Lâm Đồng xảy ra sạt lở với tần suất dày. Gần nhất là vụ sạt lở nghiêm trọng trên đèo Bảo Lộc vào chiều ngày 30 tháng 7, khiến chiến sĩ thuộc trạm cảnh sát giao thông Madagui hy sinh, một người dân tử vong. Trước đó, dạng sáng ngày 29 tháng 6, có 2 người tử vong, 5 người bị thương trong vụ sạt lở bờ ta luy của công trình trên đường Hoàng Hoa Thám, phường 10, thành phố Đà Lạt. Toàn tỉnh ghi nhận 163 điểm sạt lở đất và có nguy cơ cao, đang được địa phương đánh giá lại và đánh dấu trên bản đồ. Sau khi khảo sát xong các điểm sạt lở, tỉnh sẽ khuyến cáo cụ thể. Ngoài ra, Lâm Đồng lên kịch bản trong từng tình huống ứng phó để giảm thiểu thiệt hại các địa phương chủ động kiên quyết di rời sơ tán các hộ dân nguy cơ sạt lở đất nhằm đảm bảo tuyệt đối an toàn tính mạng và tài sản